phát hiện hàng chục dân chơi thức loạn thâu đêm tại quán bar. Ngày 6 tháng 1, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp với 7 đối tượng để điều tra hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Thông tin ban đầu, rạng sáng ngày 30 tháng 12 năm 2022, tổ công tác đã đưa về trụ sở 181 người có mặt trong quán Ba Mami có địa chỉ tại 360 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, mặc dù đã quá thời gian quy định nhưng cơ sở này vẫn hoạt động. Cơ quan công an phát hiện 6 bàn trên tổng số 22 bàn khách có ma túy. Vật chứng thu giữ gồm 1,924 gram ketamine, 1,181 gram MDMA, một gói giấy dính ketamine cùng một sổ đồ vật, tài liệu có liên quan. Lực lượng chức năng sau đó đã đưa về trụ sở 181 người, gồm 58 nhân viên và 123 khách để kiểm tra làm rõ, phân loại, xét nghiệm nước tiểu. Kết quả có 58 trên 181 đối tượng dương tính với ma túy, gồm 4 nhân viên và 54 khách. Công an thành phố Hà Nội sau đó đã ra quyết định bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với 7 khách của quán bar để điều tra hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Bước đầu làm việc với cơ quan chức năng, 7 nghi phạm đã thừa nhận hành vi. Vụ việc đang tiếp tục được mở rộng, điều tra.